Họ đã đi hết rồi mà họ là ai? Một người xa lạ mà em mới gặp lần đầu. Được thì bật lên như cô một hai người này. Xa lạ em mới gặp lần đầu. Thôi hết rồi à, khá tiếng điều ơi. Anh chú sơ thiên kiều ở yêu nhau không bao giờ có tội, có tội đó. Nhưng anh muốn nói với em một điều mà bấy lâu anh ôm ấp mãi trong. Đúng rồi, nó có gì vậy vậy tiền anh lại kỳ ghê vậy mà giờ đây đã bao mình đã một tí ngủ hai sĩ trong tôi còn chết được cái tuổi chết luôn. Mình đã bao từng một tiếng đường sự mê tan út lượm của chúng cháu. Xin kính mời gia đình, kính mời bà, cô bác cùng từ tức là tiếng hát của nam nghệ sĩ Hoàng Thái.